Wow, lâu rồi chúng ta đã không gặp nhau đúng không? Đã rất là lâu rồi kể từ cái video cuối cùng của năm 2020 mà Khanh đã đăng lên. Và coi như là đây là một cái video khởi đầu cho năm 2021. Thì Khanh dùng cái khoảng thời gian vừa rồi không đăng video để kiểu như là nghỉ ngơi, để mình lấy lại sức khỏe tinh thần của mình nè, rồi suy nghĩ về nhiều chuyện của bản thân nữa. Và không nói nhiều nữa, hôm nay trong video này thì nó sẽ khác hơn những cái video Living Alone series của Khanh. Thì hôm nay trong video này Khanh sẽ nói cho các bạn những cái lý do các bạn nên cân nhắc khi mà chọn Phần Lan là một điểm du học kế tiếp trong cái hành trình đi học của mình. Và đây là những điều nên và không nên khi mà bạn cân nhắc Phần Lan là địa điểm du học kế tiếp của mình. Bây giờ sẽ nói về những điểm tốt và những điểm không tốt khi mà lựa chọn Phần Lan là địa điểm du học kế tiếp của bạn nhé. Thì trong cái hai cái mặt tốt và không tốt thì Khanh sẽ chia ra làm hai phần. Một phần là về môi trường học tập nè, một phần trường làm việc và sinh sống. Bây giờ bắt đầu với những điểm tốt trong cái môi trường học tập. Môi trường học tập thì các bạn biết là Phần Lan không còn là một cái đất nước miễn phí học phí đối với những cái sinh viên quốc tế nữa rồi. Nhưng mà điểm tốt ở đây á là có rất là nhiều cái chính sách gọi là học bổng phù hợp và đa dạng đối với sinh viên quốc tế, thì các bạn có thể cân nhắc cái điều này. Thứ hai đó nữa là chương trình học sẽ được thiết kế theo chuẩn quốc tế, các bạn sẽ được học bằng tiếng Anh đối với sinh viên quốc tế nè, rồi được giảng dạy bởi giảng viên bản xứ và giảng viên nước ngoài, được học tập trong một môi trường quốc tế nè, không chỉ là học với những cái bạn đồng môn người Phần mà các bạn còn có học tập và làm việc với những cái bạn quốc tế khác đến Phần Lan học tập nữa. Thứ tư đó nữa là khi mà các bạn học như vậy thì sẽ có những cái chương trình trao đổi sinh viên quốc tế thì khá là thú vị cho các bạn. Các bạn có thể lựa những cái đất nước mà các bạn muốn đến như là Hàn Quốc nè, Anh nè, rồi cả Thụy Sĩ nữa và những cái nước khác trong châu Âu nữa. Cuối cùng đó nữa là có khả năng tìm được việc làm thêm khá là tốt so với những cái nước khác, đặc biệt là nếu các bạn sống ở những cái thành phố lớn hay là thủ đô thì cái khả năng tìm việc của bạn sẽ cao hơn chút xíu so với những cái thành phố khác. Đó là những điểm tốt trong cái môi trường học tập ở Phần Lan. Bây giờ đến những điểm tốt trong cái môi trường sống ở Phần Lan nha. Ở môi trường sống ở Phần Lan thì khá an toàn, không khí trong lành, sạch sẽ nè, có nhiều rừng hồ nè, rồi các bạn cũng có thể uống nước ngay từ vòi nữa, bởi vì có các hệ thống lọc rất là sạch nên là các bạn sẽ không lo về việc đau bụng nếu mà uống nước thẳng từ vòi. Thêm cái nữa đó là khi mà bạn đi đến Phần Lan du học thì một cái cơ hội du lịch châu Âu được mở rộng ra. Nó nằm trong châu Âu rồi nên các bạn có thể tự do du lịch giữa các nước nếu các bạn muốn. Một điểm khác đó nữa là dạo gần đây thì Khanh thấy có rất là nhiều cái quán ăn Việt Nam, châu Á đang mọc lên rất là nhiều ở Phần Lan, nên là các bạn đừng lo khi mà sang đây du học, dù có nhớ nhà đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ có những cái địa điểm mà các bạn có thể đến ăn để đỡ nhớ nhà hơn một chút xíu. Và điều cuối cùng đó là con người ở đây rất là dễ thương nè. Mặc dù ban đầu á thì họ rất là ngại ngùng khi mà tiếp xúc, nhưng mà dần rồi khi mà các bạn đã quen với họ rồi, các bạn sẽ biết là họ rất là tốt bụng, hay giúp đỡ nè, và kiểu như là rất là tốt luôn á. Thì đó là những cái điểm tốt của Phần Lan. Ok, bây giờ sẽ đến những điểm chưa tốt của Phần Lan nhé. Wow, ngồi đây thật là áo diệu quá đi. Thì những cái điểm chưa tốt của Phần Lan đó là, thứ nhất là về môi trường học tập đi ha. Thứ nhất, môi trường học tập là bởi vì Khanh học ở cái đại học ứng dụng á, nên là Khanh thấy sẽ có những giảng viên dạy khá là tốt, kỹ năng dạy soạn bài và cái thiết kế bài giảng cũng khá là tốt. Nhưng mà sẽ có những giáo viên kiểu như là không có cái kỹ năng dạy và truyền đạt tốt đến sinh viên á, nên là sẽ đâm chán. Thứ hai á, nó nữa là bởi vì Phần Lan đã
thu học phí rồi. Khi mà các bạn có học bổng thì nó cũng sẽ tốt cho các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn cân nhắc về học bổng nè, rồi tiền học phí và chi phí sinh hoạt nữa, thì các bạn sẽ thấy là học ở Phần Lan nó khá nhiều chứ không phải là ít nữa, dù cho các bạn có học bổng đi chăng nữa. Thì đó cũng là một cái điều các bạn nên cân nhắc nha. Bởi vì chi phí sống ở đây nó không phải là rẻ. Nếu mà bạn có việc làm, các bạn phần nào sẽ được trang trải cuộc sống. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ dựa vào cái nguồn tài chính từ ba mẹ của mình mà sang đi du học á, thì nó hơi nặng một chút xíu, nên là các bạn cũng nên cân nhắc về điều đó. Cái điểm thứ ba mà trong cái môi trường học tập của Phần Lan đó là, mặc dù là cái bằng của các bạn là cái bằng quốc tế, nhưng mà cái khả năng tìm việc ở trong các công ty phần ở Phần Lan á thì nó khá là khó so với cái người phần bản xứ. Thì bởi vì thứ nhất là nếu mà các bạn không học được cái ngôn ngữ của nó thì các bạn sẽ khó làm việc trong môi trường Phần Lan. Ok, bây giờ nói về cái môi trường làm việc đi ha. Môi trường làm việc và sinh sống thì ở đây các bạn biết rồi đó, ngôn ngữ Phần Lan là một trong những cái ngôn ngữ khá là khó để học. The dog. Koira. The roof. Kato. Grapes. Raipalit. 1 minute. Sisan. Nhưng mà nếu mà các bạn dành thời gian yêu nó hơn một chút xíu nè, rồi cố gắng vì nó thì các bạn sẽ học được thời điểm khác đó nữa là mật độ tiêu thụ cồn và cà phê ở đây rất là cao. Nên là nếu các bạn muốn làm bạn với người Phần thì phải chuẩn bị một cái bụng có thể biết uống cà phê và biết uống rượu nhiệt. Điểm gần cuối đó là thời tiết nó khá là đối chọi với nhau á. Mùa hè thì nó sáng quá, còn mùa đông thì nó tối quá, thì sẽ dễ gây ra những cái bệnh trầm cảm theo mùa. Khi bạn nhớ nhà không về nhà được, như là Covid hiện giờ nè, đó thì các bạn sẽ đâm ra chán, không có gì làm. Và điều cuối cùng đó là không có nhiều cái địa điểm đẹp để mà du lịch trong nước. Thì bởi vì cái việc đi lại ở đây á, có phương tiện giao thông công cộng nhưng mà nó không phải là rẻ nha. Các bạn cũng có thể thuê xe ô tô chạy đường dài đi du lịch gọi là road trip, nhưng mà các bạn phải có bằng lái nè, bạn phải có xe, nói chung là gì cũng tốn tiền. Và điều cuối cùng đó nữa là thời gian ngồi máy bay về Việt Nam rất là lâu. Các bạn hãy cân nhắc thật là kỹ khi mà chọn Phần Lan có nên là địa điểm kế tiếp trong cái hành trình du học của mình không. Đó, và đó là tất cả những điểm tốt và không tốt ở Phần Lan Khanh đã rút ra được sau khoảng 5 năm sống ở đây. Thì cái lựa chọn đi du học Phần Lan của mình cho đến thời điểm hiện tại thì Khanh thấy nó không hẳn là một lựa chọn sai. Bởi vì có khoảng thời gian đầu sang một cái nền văn hóa mới, một đất nước mới, thì chúng ta phải dành cái khoảng thời gian đó để chúng ta học cách thích nghi với môi trường đó. Bây giờ thì thích nghi rồi, thì Khanh đã quen rồi, Khanh không còn ghét cái mùa đông nữa. Như các bạn thấy, Khanh đang rất là tận hưởng mùa đông ở nhà. Thì bây giờ đối với Khanh, hiện tại thì Khanh khá là ổn với Phần Lan. Đây là một đất nước đáng đến và học tập làm việc sinh sống, vậy thôi. Thì đó là toàn bộ những thứ mà Khanh đã rút ra trong những năm Khanh sống ở đây. Thì hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy cái video này hữu ích đối với mình. Nếu hữu ích thì các bạn hãy để cho Khanh một like nhé, và nhấn theo dõi nếu các bạn muốn nè. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây, và như mọi khi, remember to love yourself.